Một sức khỏe hay còn gọi là One Health trong tiếng Anh, đó là một cách tiếp cận cần sự hợp tác liên ngành giữa nhiều lĩnh vực khác nhau để cải thiện sức khỏe toàn cầu. Tại sao chúng ta cần tiếp cận một sức khỏe? Bởi vì hơn 60% các bệnh ở người có nguồn gốc liên quan từ động vật. Có nhiều cái dịch bệnh liên quan đến One Health là những cái bệnh truyền lây từ động vật sang người như cúm gia cầm, như bệnh dại, như Ebola, như MERS. Những vấn đề mới nổi tiếp theo đó là hiện tượng kháng thuốc hay là kháng kháng sinh cũng liên quan rất nhiều giữa động vật, con người và môi trường. Và gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm cũng là một chủ đề rất là gần gũi với cách tiếp cận một sức khỏe, bởi vì nó liên quan giữa con người, động vật và môi trường. Như vậy, cách tiếp cận một sức khỏe là một cách tiếp cận quan trọng, huy động sự hợp tác liên ngành giữa y tế, thú y, nông nghiệp và môi trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, động vật và môi trường.